Đêm qua tới giờ em ngồi trước giường canh cho Ruby. Thôi về nhà nghỉ ngơi đi. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Khi nào Ruby tỉnh lại, anh sẽ gọi điện báo cho em biết. Không cần đâu anh. Anh đã cứu Ruby thoát nạn, anh mới là người nên về nhà nghỉ ngơi. Chuyện ở đây từ bây giờ anh cứ để cho em lo. Em là chị hai của Ruby mà. Em đã mất ăn mất ngủ mấy ngày rồi, còn anh là thanh niên trai tráng, lo gì chứ. Xe ba. Chú. Ba, sao ba biết Ruby nằm ở đây? Cả con với anh Dũng đều liên lạc với ba không được. Ba chỉ nghe Vĩnh An nói đã cứu được con bé rồi mà. Nhưng Vĩnh An bị thương nên ba chú có thời gian hỏi thăm con. Có phải anh An nói với ba là Ruby đang ở đây không? Nhưng mà người đưa Ruby vô cấp cứu là anh Dũng mà. Thực ra Vĩnh An mới chính là người cứu Ruby. Vĩnh An giao Ruby cho anh, rồi sau đó quay lại giải vai cho chú. Anh sợ em lo lắng cho nên anh không dám nói chuyện này cho em biết. Cho nên anh mới hỏi là chú về nhà chưa. Ba hiểu rồi. Vì cả Ruby và ba nên Vĩnh An mới bị thương, vết chém khá sâu, nghe nói đang ở phòng cấp cứu. Kim Cương, em còn khỏe lại chưa? Bác sĩ nói Ruby bị kiệt sức cho nên sẽ lâu tỉnh một chút, nhưng mà tình trạng bây giờ ổn định rồi. Thôi mình vô thăm anh An đi ba. Không biết cậu ấy đã ra khỏi phòng cấp cứu chưa. Cứ vô thăm đi ba. Đi. Kim Cương. Kim Cương, đợi ba. Kim Cương. Mẹ ra luôn. Miếng mồi ngon dâng tới miệng rồi mà cũng phải ói ra. Một lần hành động là một lần bước dây động rừng. Làm sao có một cơ hội tốt như vậy nữa. Anh yên tâm, cái đám đàn em của tụi mình bị công an bắt, em đã cho người dằn mặt tụi nó rồi, đề phòng nó khai ra mọi chuyện. Có chắc không đó? Người của mày có tin tưởng không? Tụi nó có người thân ở bên ngoài, hiện đang nằm trong tay của mình, nhất định nó không bao giờ dám khai ra. Con tụi mèo đã hứa sẽ chịu toàn bộ mọi trách nhiệm. Nhưng mà thời gian càng lúc càng tới gần. Không còn bao lâu visa ở lại Việt Nam của tao đã hết hạn, mà tao thì đang nằm trong danh sách của những kẻ bị tình nghi. Chắc chắn gia hạn visa sẽ rất khó khăn. Lần này tuy mình không ép được bố và Thiết giao nạp với Kim Cương, nhưng mà em phát hiện ra một điều. Điều gì? Tên này thật sự là một người cha vô cùng yêu thương con cái. Một kiểu bố già lạ đời, vì tình cảm gia đình quá nhiều. Đứa con gái nhỏ này nghe đồn là không được yêu quý lắm, vậy mà hắn ta dám hy sinh bản thân cứu mạng nó về. Nếu đó là bảo bối, nó là kim cương của ông, em chắc chắn là ông ta sẽ không ngần ngại làm bất cứ yêu cầu gì của mình, dù phải giao cả gia tài. Mày đã cho tao chơi trò ảo ảnh này nhiều rồi đó nghe báo. Không chừng có ngày rồi tao cũng bị chết vì kế hoạch của mày dạch ra đó. Anh Quỳ. Alo. Thời hạn của mày ở Việt Nam sắp hết rồi. Mày lần có nói với tao là mày ở luôn ở bệnh, lẽ giờ mày lại thủ tiêu viên kim ngân xanh một lần nữa nghe. Dạ, em vẫn chưa tìm ra được tung tích của báo vật này. Dạ, xin ông chủ cho em xin thêm thời gian nữa đi ông chủ. Mẹ mày, tao không có đủ kiên nhẫn. Chứng minh cho tao thấy mày làm lượt việc đi. Bằng không, tao thề tao sẽ chôn xác mày ở Việt Nam vĩnh viễn trước khi mà nhìn thấy cái viên kim cương đó quay trở về bánh. Dạ khoan đâu ông chủ. Dạ, ông chủ cho em thêm thời gian. Ông chủ. Bộ có chuyện gì hả? Bằng mọi cách mày phải bắt cho được con gái của tên bố già đó, cái đứa có cái tên là Kim Cương đó chứ tao. Ngày thường á, anh có vẻ mạnh mẽ lắm, sao bây giờ anh vẫn chưa tỉnh lại nữa? Em xin anh đừng có chuyện gì, nếu không thì em sẽ vô cùng áy náy.
bởi vì anh đã vì ba em, vì Ruby mà ra nông nổi này. Thiệt sự em thấy khó chịu trong lòng lắm. Bệnh nhân mới phẫu thuật xong, cần phải chờ tan thuốc mê rồi mới tỉnh lại. Em không cần phải lo lắng vậy đâu. Anh Dũng, nếu như người nằm ở đây hôm nay là em, anh cũng không lo lắng gì, bỏ về nhà ngủ cho khỏe luôn đúng không? Em không thể so sánh như vậy được. Em khác, Vĩnh An khác. Em chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Có gì khác? Anh An là bạn thân nhất của anh, anh nằm ở đây, em nghĩ người lo lắng nhất đáng lý phải là anh. Nhưng mà em không ngờ. Không phải là anh không lo lắng cho Vĩnh An, nhưng mà em thừa biết người anh lo lắng nhất là ai mà. Em không sao, em khỏe mạnh bình thường. Hiện giờ đang có hai người cần phải chăm sóc, nên em tự biết mình phải lo cho mình như thế nào. Anh Dũng, anh nói anh lo lắng cho em có thật không? Vậy thì em định ra ngoài lấy ít nước nóng, lỡ anh đang tỉnh lại còn có nước để pha sữa cho ảnh. Anh canh chừng ảnh giùm em nha. Thôi được rồi, anh sợ em thiệt rồi đó. Để anh đi lấy cho. Làm ơn đừng đi đâu là được rồi. Cảm ơn anh. Em gái bé nhỏ của tôi, từ trước tới giờ người nó luôn yêu quý là anh. Anh là người hụt trong lòng nó. Anh có biết không? Anh có biết hay không? Anh tới rồi, sao không vào thăm nó? Ruby, người mà nó mong nhất là anh. Ruby không sao hết là được rồi. Những lúc này anh cũng biết em cần ai nhất ở bên cạnh mà. Em xin lỗi, em đã nghĩ xấu cho anh. Em đã hiểu anh không có liên quan gì tới vụ bắt cóc này hết. Em xin lỗi anh. Là lỗi của tôi. Hôm đó chính tôi là người gặp lại. Không, bọn người kia có âm mưu quá rõ ràng. Em tin anh cũng không lường trước được mà, đúng không? Anh Bằng, nếu anh thực sự có sai lầm gì, hôm nay em sẽ tha thứ cho anh hết. Kim Cương à, chỉ cần anh hứa với em, từ đây về sau anh không được làm việc cho dì Hà Băng nữa. Anh à, em sẽ nói với ba, anh sẽ về làm công ty, ba chắc chắn sẽ đồng ý mà. Cao Bằng, rời xa dì Hà Băng đi. Anh cũng biết là bà ta không hề có ý tốt với em mà. Được không anh? Được không? Cậu thấy đỡ chút nào chưa? Tôi dặn cậu nhiều lần rồi, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải biết tự bảo vệ bản thân mình trước chứ. Dạ, con xin lỗi chú ba, con đã làm cho chú ba lo lắng. Nhưng không sao đâu, vết thương sẽ mau lành thôi mà. Với lại đây đâu phải là lần đầu tiên con bị chuyện như vậy. À, tôi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi và bàn bạc với cấp trên. Chính An à, sau khi ra viện thì cậu cứ rút đi. Nhiệm vụ theo dõi bố già
Tôi sẽ có cách giao lại cho người chú khác. Chú bà. Kìa, thôi. Con nằm yên đó. Chú bà, không cần đâu. Mọi thứ đang tiến hành rất thuận lợi. Con không thể rời bỏ nhiệm vụ nửa chừng được chú ba. Nhưng mà tôi không thể để cậu gặp nguy hiểm gì rồi đâu. Tôi biết làm sao ăn nói với gia đình cậu chứ. Chú ba, xin chú hãy tin con. Con sẽ đảm bảo với chú con không gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Chú ba, ở đây không tiện nói chuyện lâu. Sau khi xuất viện, con sẽ tìm cách liên lạc lại với chú. Chú đừng lo nghe chú. Thôi được, cậu cố gắng nghỉ ngơi trước đi. Hả? Tôi đi đây. Dạ. Ồ, Kim Cương. Dạ. Sao giờ này em còn ở đây? Em chưa về nhà ngủ hả? Em qua phòng bệnh Ruby chút xíu. Mà anh, người hồi nãy là ai vậy? Ờ, người ta vô lộn phòng đó mà. Lộn phòng hả? Ừ. Đừng có để ý làm gì. Anh sao rồi? Anh khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn em. Ruby, con tỉnh rồi sao? Con thấy đỡ đau chút nào không? À, con đang ở đâu vậy? Mà đừng có ở đây. Bọn chúng dữ lắm. Con nghe nói là bọn chúng sẽ dụ ba tới để giết ba đó. Ba về đi. Ba về đi Ruby. Ba ơi, mặc kệ con đi, ba về đi. Ba ơi, thôi, ba. Thôi, thôi, bình tĩnh lại con, bình tĩnh lại con. Con đừng sợ, ba đã bắt hết bọn chúng rồi. Từ bây giờ sẽ không có ai ăn hiếp con nữa đâu. Con đừng có sợ nghe. Ba ơi, con sợ lắm. Nếu như mà ba lỡ có chuyện gì với con á, con biết phải làm sao á. Con sẽ ân hận lắm. Con là con gái của ba, tại sao ba không thể vì con chứ? Tại vì chị Hà Băng nói ba rất là hận mẹ, vì mẹ con là người xấu, ba không muốn nhìn mẹ nữa. Ruby, cho nên ba ghét luôn cả con. Con đừng nghe bất kỳ ai nói gì hết. Con nghỉ ngơi cho mau khỏe lại. Về nhà rồi ba sẽ nói chuyện với con sau. Chú. Chính An đã tỉnh lại chưa? Dạ chưa. Nhưng anh Trung mới vừa gọi điện thoại cho con, khi con thuyết phục chú về nhà nghỉ ngơi. Anh Trung rất là lo lắng, con sợ anh sẽ đến đây làm loạn trong bệnh viện. Thôi được rồi, cậu ở lại đây trông chừng con bé. Nếu có chuyện gì thì gọi bác sĩ ngay. Tôi về đây, chỗ này giao lại cho cậu. Dạ. Thank you.
Anh ăn cam đi. Em đó giờ không có cắt cam cho ai đâu á. Mà nè, anh làm gì nhìn em dữ vậy? Không, anh thấy bất ngờ vì tiểu thư Kim Cương cũng biết quan tâm chăm sóc người khác. Có khi anh phải cảm ơn tụi côn đồ đó. Nếu không nhờ vết chém này thì làm sao anh có dịp được ăn cam cho chính tay em bóc. Anh đang nói bậy bạ không à? Thực ra thì cũng vì ba em mà anh mới ra nông nổi như vậy. Em thay mặt ba em cảm ơn anh nhiều lắm. Là chuyện anh phải làm mà. Đi lúc đó không phải là chú Thiết mà bất kỳ một người nào khác, anh đâu thể đứng yên nhìn họ gặp nạn mà không cứu. Hơn nữa vì chuyện này mà em tới đây chăm sóc cho anh, thật sự cũng đáng mà. Anh mới là người cảm ơn em mới đúng. Anh ăn cam đi. Nếu cảm ơn em á thì anh hãy mau khỏe lại. Em thấy Ruby cũng đã tỉnh lại rồi, em mừng lắm. Qua chuyện này em đã biết rõ anh là người như thế nào. Chuyện trước đây anh bỏ qua hết cho em nha. Ăn cam đi nè. Đưa đây em bóc cho. Cảm ơn em. Ăn miếng nữa nha. Ăn nhiều vô mới mau khỏe lại được. Hà Băng nhất quyết loại gặp tao hả? Dạ, đó là lời của Phen. Nhờ em nói lại với ông chủ. Bà chủ đang trong tình trạng hoang mang lắm. Thời gian càng kéo dài thì bà chủ càng cảm thấy bất an. Cũng là tới lúc tao phải ra mặt. Ông chủ à, tình hình rất là căng thẳng. Có lẽ công an đang ngửi thấy mùi các băng nhóm rầm rập kéo về đây. Xin ông chủ đừng ra mặt và tự tiện gặp bà chủ vào lúc này. Mày nói với có lý. Nhưng tao hiểu tiếng của Hà Băng, là một người rất là liều lĩnh. Tao sợ ảnh hưởng tới thằng anh thôi, chứ còn Hà Băng mà bị gì á thì... Dạ, dạ em hiểu thương chủ. Mày là cận vệ trung thành và hiểu tao nhất, cũng chính là mày. Nếu Hà Băng tìm được viên kim cương lo, tao sẽ lễ cho sống ở trong tù của Việt Nam. Còn nếu không, thử luôn cho tao, thằng Cao Bằng cũng phải chịu chung số phận. Trở về bên kia chỉ có tao, mày, Thạch Anh và Phan. Hiểu không? Dạ hiểu thương chú. Ruby ngoan của chị. Bác sĩ nói á, cuối tuần này nếu như sức khỏe của em vẫn ổn định thì nhất định sẽ được về nhà. Thiệt hả chị hai? Ừ. Em muốn về nhà, em không muốn ở lại đây đâu. Chị biết rồi. Vậy thì á, Ruby của chị phải ăn cho thiệt nhiều vô biết không? Nè, em thích ăn kem nhất phải không? Được rồi, vậy thì khi nào Ruby của chị khỏe lại, chị sẽ dẫn em đi ăn tất cả các mùi kem luôn. Loại nào ngon nhất sẽ cho em ăn, chịu không? Ba. Ruby bữa nay sao rồi? Dạ, con khỏe nhiều rồi ba. Chị hai vừa nói là bác sĩ sẽ cho con xuất viện sớm hơn dự định. Vậy thì tốt rồi. Còn con nữa. Dạ. Ở bệnh viện 3 ngày không thấy mệt mỏi sao? Dạ không ba. Con ở nhà nhiều khi á, vậy lo quá là còn mệt hơn á chứ. À ba nè, cuối tuần này á, bác sĩ cho Ruby xuất viện. Con muốn tổ chức một
bữa tiệc đầm ấm mừng em khỏe lại được không ba? Dĩ nhiên là được. Dĩ những cái chuyện này ba không có giỏi lắm đâu nghe con. Con muốn làm sao thì cứ theo ý của con đi. Miễn sao các con vui là ba vui mà. Yeah. Con cảm ơn ba. Con cảm ơn ba. Thấy chưa, chị Hải nói rồi mà, ba thương em nhất luôn. Tin chị rồi phải không? Ông chủ nó mấy giờ xuất hiện ở đây? Cũng gần rồi. Bà chủ kiên nhẫn chờ thêm một chút. Cô có biết bao nhiêu lâu rồi tôi không được gặp ông chủ không? Chồng tôi đã đồng ý gặp tôi tại chốn nguy hiểm như vậy. Cũng có nghĩa là những kế hoạch tôi chuẩn bị sắp sửa thành hiện thực. Cô kêu tôi phải kiên nhẫn. Là kiên nhẫn như thế nào? Bà chủ. Gì vậy? Ông chủ đâu? Sao mày lại tới đây? Bà chủ à, ông chủ cử tôi đến vì ông chủ không tới được. Cái gì chứ? Người tao cần gặp là ông chủ chứ không phải là mày. Tại sao Chu Giang Hen không đích thân tới gặp tao? Cuối cùng ông coi tao là thứ gì chứ? Bà chủ à, ông chủ lệnh từ hôm nay bà chủ hỗ trợ Cao Bằng, cố gắng lấy lòng đứa con gái cưng của bố già Thiết. Cái gì? Cao Bằng, cậu là người hiểu rõ ý định của ông chủ hơn ai hết. Người biết được tung tích của viên kim cương xanh kia, có thể là đứa con gái mà ông ta thương yêu nhất. Cho nên nhất định cậu phải hoàn thành nhiệm vụ này, bắt đầu tấn công đối tượng có tên là Kim Cương theo cách mà cậu thấy hiệu quả nhất. Không cần đâu Jack, tôi có cách buộc cô ta phải khai ra sớm nhất và không mất thời gian. Cái gì? Cô nói thiệt chứ? Cô sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước ông chủ đó. Không, Phan à, cô đừng xen vào chuyện này. Đây là nhiệm vụ mà ông chủ giao cho tôi, tôi sẽ hoàn thành. Làm từ thiện hả? Con nhỏ này cũng rảnh thiệt. Địa điểm ở đâu? Nói đi. À, tôi nghe nói địa điểm là nằm ở cái chùa nào đó. Mà quên mất tên chùa là gì rồi. Ở cái chùa đó thì chủ nhật hàng tuần nào sư cô cũng tổ chức từ thiện. Đang thiếu tình nguyện viên cho nên là con gái bố già nhảy vô. Anh Quay, em có kế này. Kế gì? Nếu như là mình dùng bạo lực để trấn áp người của bố già Thiết thì thật sự chỉ là chỗ cháu đá xe thôi, chơi không lại đâu. Không có cách nào chơi nổi. Mày nhục chí rồi hả mày? Mày đã từng khẳng định với tao ăn chắc chứ mà. Đâu phải đâu anh Quay, thời thế thay đổi rồi. Con nhỏ này là người nhân hậu tình cảm. Nếu chúng ta tiếp cận cô ta bằng con đường làm từ thiện thì chắc chắn chỉ có thành công chứ không có thất bại. Từ thiện? Từ thiện? Tao không hiểu gì hết. Em đã nói là có kế rồi mà. Em nói anh nghe thử nha. Tốt lắm. Được đó. À, con thấy đẹp không? Dạ. Ruby về rồi nè. Chào mừng em gái của chị trở về. Chúc mừng, Ruby của chị đã khỏe mạnh. Chị hai. Em có vui không? Em cảm ơn chị hai. Con gái,
Coi kìa, sao con lại khóc? Con phải vui và hạnh phúc lên chứ. Ba, con cảm ơn ba nhiều lắm. Còn cái gì không biết nữa. Anh Dũng cầm giùm em nha. Chị Hai ôm cái coi. Nín đi nè, ngoan nè, không có khóc nữa. Mọi người ai cũng đều yêu quý em hết. Em phải cười thiệt nhiều lên thì mọi người mới thấy em đang hạnh phúc chứ. Nè, nè, bữa tiệc ngày hôm nay là do chính chị Hai của con thiết kế ra đó nghe. Ba cũng có món quà để dành tặng riêng cho con. Có phải con rất thích học vẽ đúng không? À, nè ba. Ừ, đây. Ba hy vọng là con sẽ thích món quà này. Cầm đi con. Dạ. Con cảm ơn ba nhiều lắm. Con yêu ba. Không khí vui vẻ thiệt. Nhưng tôi nghĩ thiếu một người thì nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay sẽ cảm thấy không được vui lắm. Ruby giờ mới khỏe mạnh trở về nhà, dù gì không nói lời chúc mừng em tôi thì dì cũng không cần phải làm cho mọi người phải khó chịu đến như vậy. Tôi cũng đang vì con bé cho nên mới lên tiếng đó chứ. Bữa tiệc hôm nay nếu thiếu người mà nó thầm thương trộm nhớ thì còn có ý nghĩa gì, phải không con gái? Gì? Ruby! Ruby! Ruby à! Coi gì giống như một người mẹ, lúc nào nó cũng tôn trọng và yêu quý gì. Nó đã sung sướng biết bao nhiêu khi dì chỉ dành cho nó những lời ngọt ngào giả tạo. Tại sao dì có thể đối xử với nó tàn nhẫn như vậy? Dì nhất định phải hà khắc nhục mạ nó thì dì mới vui hay sao? Tôi không có đứa con rác rưởi đó. Nó không xứng đáng được sinh ra trong ngôi nhà này. Dì, một đứa con gái từ nhỏ đã hư hỏng thì chỉ có mẹ nào con nấy mà thôi. Tôi nói sai chỗ nào? Cô không nhìn thấy bằng chứng sao? Bằng chứng? Dì dựa vào cái gì mà nói em tôi là rác rưởi? Nó yêu quý một người thì có gì là tội lỗi? Chỉ mới mười mấy tuổi đầu mà đã vẽ hình đàn ông, đêm đêm ngắm nghía rồi mơ tưởng. Cô cũng đừng ngụy biện cho nó nữa. Theo như cô, như thế nào mới đủ hư hỏng á cô Hai? Chị Băng, lẽ ra tôi không muốn tranh cãi với dì, nhưng chính dì đã ép tôi. Dì nói Ruby, vậy tại sao dì không tự nhìn lại bản thân mình đi? Nè, cô dám hả? Dì xuất thân ra sao? Chẳng lẽ dì mau quên đến như vậy hả? Dì mới có mười mấy năm thôi. Khi dì tới với ba tôi thì dì cũng đã từng làm việc trong một nơi không mấy gì trong sạch. Dì dám nói em tôi là rác rưởi thì tôi có lý do gì phải sợ mà không dám nói ra xuất thân của dì chứ? Kim Cương, mày dám hỗn láo với tao hả? Mày đừng tưởng ba mày yêu thương mày nhất nhà rồi chuyện gì mày cũng dám nói. Tôi không hỗn láo, tôi chỉ muốn nhắc cho dì nhớ những gì đáng lẽ dì phải nên nhớ thôi. Im miệng! Kìa, bà chủ à! Bà chủ! Chuyện này đi bà chủ! Buông ra! Bà chủ à! Cái gì vậy? Chuyện này đi! Buông ra! Bà chủ! Bà chủ à! Được rồi! Chuyện này đi mà! Bà! Được rồi! Bà! Bà dám hả? Tao bắt mày phải trả giá đắt. Ruby à,
em về nhà với chị đi. Bữa tiệc còn chưa kết thúc mà em. Em không có về đâu, em không muốn về nhà đâu chị hai ơi. Đó là nhà của chị em mình, không có lý do gì mà em phải rời bỏ khỏi nơi thuộc về mình hết. Chị hai, em nín đi, không được khóc. Chị hiểu mà, em không có lỗi gì hết á. Yêu quý một người nào đó thì chẳng bao giờ là tội lỗi cả. Chỉ có những người luôn căm thù ghét bỏ người khác mới đáng trách thôi. Nhưng mà chị Hà Băng đã nói như vậy. Bà ấy nói gì mặc kệ, chị hai sẽ bảo vệ em. Chị sẽ không để cho bất kỳ người nào làm hại em hết, dù cho đó là dì Băng hay là Thạch Anh cũng vậy. Em đừng có sợ nữa, nghe không? Chị ơi, nếu nếu như thực sự Ruby Ruby thích anh Bằng á, thì chị hai có ghét Ruby không? Không, chị hai không có ghét em. Xuống ăn đi. Chị Sáu, lấy chén cho cậu Út. Thạch Anh, lên thay đồ ra ngoài ăn với mẹ. Nhưng mà ba con có lỗ tai không? Không nghe mẹ nói gì hả? Lên thay đồ. Dạ. Ba, sao vậy con? Thức ăn không vừa miệng hả? Dạ không phải. Ý con là dì Hà Băng. Cứ để cho dì Hà Băng dẫn em ra ngoài cho thỏa thích. Ba, con và Ruby có khó chịu bao nhiêu thì dì Băng cũng là người vợ ba dắt về. Thạch Anh cũng là con ruột của ba. Tụi con đâu dám bắt ba vì tụi con mà ba phải bỏ vợ bỏ con như vậy. Ruby, em cũng nghĩ giống như chị mà, phải không? Dạ. Ba, tụi con hiểu tấm lòng của ba. Thôi, ba làm lành với dì Hà Băng đi. Nếu không, người đáng thương nhất lại chính là em Thạch Anh đó ba. Thôi được rồi, vì các con, ba sẽ làm lành với dì. Kim Cương nè. Dạ. Con đúng là hiện thân của mẹ con. Một cô gái vô cùng thuần lương, nhân hậu. Bà chủ nói sao? Kế hoạch tao lừa ra cho cao bằng tham gia, nó lòng ý chứ? Dạ thưa ông chủ, vừa xảy ra một chuyện lớn rồi. Bà chủ vừa làm một chuyện kinh thiên động địa, khiến cho bố già Thiết phải ra tay đánh bà chủ. Mày nói gì chứ? Mày cho Thiết nó dám lộng tay với Hà Băng à? Dạ đúng thưa ông chủ. Mọi việc bắt nguồn từ cô con gái lớn tên là Kim Cương. Bà chủ không kiềm chế được tính nóng nảy của mình, cho nên muốn ra tài xử cô ta trong buổi tiệc.
tao là dặn Hà Bang, làm bất cứ chuyện gì cũng phải hết sức cẩn thận. Tại sao liệu cơ bản nhất lại quên? Thưa ông chủ, bây giờ mọi việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Ông nên tìm cách nào khác để người nhà đừng bị bất lợi. Anh sao vậy? Anh ở bên cạnh em mà sao có vẻ bực bội là sao? Anh đang rất lao lầu Hà Bằng à? Cung liện giao tiếp với anh đem lại rất nhiều món lợi lớn cho anh, vậy mà cả một túi kim cương của vị lại lại bị mất ở trong nhà của mình. Mấy làm quà là tìm kiếm mà không có chút dấu giá trị. Bây giờ tụi nó là đi tên thiết, một ta kinh doanh thượng thẳng, hay qua đây ăn chơi, đang sở hữu túi kim cương lọt. Tên thiết từ Việt Nam qua đây hàng tuần, em quá quen mặt. Hắn tao có vẻ rất phong độ. Thì ra em cũng biết tên đó hả Hà Bang? Vậy thì may quá, chỉ có em mới có thể giúp được anh trong chuyện này. Em có thể giúp gì được cho anh? Tình thiết nổi tiếng là đa tình, nhưng không thích ràng buộc với ai. Em từng biết hắn có hai đứa con gái, nhưng không có người vợ nào bên cạnh hết. Nói tóm lại, tình thiết nó rất yêu con và không mê sắc lắm. Anh là có kế hoạch rồi, nhưng việc này anh cần sự hy sinh của em. Anh nói ngay đi, em có thể làm gì? Chắc là em không từ cho yêu cầu của anh. Dĩ nhiên rồi, bây giờ anh là cha của đứa bé trong bụng, chúng ta cũng đã trở thành một. Làm sao em không nghe lời anh được? Vì anh, vì con, em có thể làm bất cứ chuyện gì cho anh. Đứa con trong bụng này không thể gọi anh là cha, mà phải trở thành con của một người đàn ông khác. Em có làm được không? Sao anh muốn đem em dâng cho người khác sao? Không, không, không bao giờ có chuyện đó. Những thứ mà anh cần chỉ có em mới đủ sức giúp anh lấy lại thôi. Đó là thứ gì? Vật gì mà quan trọng đến mức đứa con chưa ra đời anh cũng không chịu nhìn mặt nó nữa? Anh cho em biết đi, thứ em cần phải lấy là gì chứ? Đó là viên kim cương xanh huyền thoại, có tên là Thiên Thần. Em sống ở lớp nước này là lâu, chắc cũng đã từng một lần em nghe nói rồi chứ. Lên kế hoạch dưới cầu thạch anh về bến cho thật an toàn. Còn tao, tao sẽ có cách lấy cái mà tao mong muốn. Chỉ là ông chủ đã quyết định cho bà chủ và cậu chủ về bên bển trước. Chỉ lúc một lửa thôi,
cậu Thạch Anh phải về bến cho thật an toàn. Còn Hà Băng chưa chắc là chịu về, vì mới tài sản khổng lồ của tên Thiết, Hà Băng chưa kiếm chắc lực gì. Ông chủ, nếu rút cậu chủ về bệnh trước, con bà chủ ở lại sẽ rất nguy hiểm. Mày tưởng tao không hiểu liều lo à? Mày theo tao bao lâu rồi? Dạ, chắc mày hiểu con làng bà mà tao cần chính là ai. Mày hiểu không? Dạ hiểu thương chủ. Đó là mệnh lệnh của ông chủ sao? Bà chủ nghĩ tôi dám dẫn chơi sao? Lệnh của ông chủ là bà chủ tạo cớ cho cậu chủ ra khỏi nhà, sẽ có người đưa cậu chủ ra sân bay. Mọi thủ tục đã sẵn sàng. Vậy còn tôi? Chuyện này ông chủ sẽ có kế hoạch chuyển giao cho người khác chịu trách nhiệm. Theo ý của ông chủ là phải đưa cậu Thạch Anh về với cha ruột của mình. Ông chủ không yên tâm để con trai của mình ở lại nhà một người đàn ông khác trong tình thế cực kỳ nguy hiểm này. Biết nghĩ như vậy thì mười mấy năm trước ổng đưa mẹ con tôi cho bố già Thiết làm gì? Suốt mười mấy năm làm vợ của người ta, tôi chưa được sự tín cẩn tuyệt đối, và mục đích cuối cùng cũng chưa làm được. Vậy hóa ra là công cốc bao nhiêu năm nay sao? Bà chủ à, không ai muốn kế hoạch bị thất bại cả, nhưng mười mấy năm trời ông chủ đã chịu cảnh xa con trai của mình, đó cũng là sự hy sinh cho mục đích cuối cùng đó thôi. Có điều tôi khuyên bà chủ, hãy xin ông chủ rút về bên Hồng Kông cùng với cậu Thạch Anh. Không được, hiện giờ tôi chưa thể về Hồng Kông được, mà tôi cũng không cho Thạch Anh rời khỏi đây. Cậu về nói với ông chủ, giờ phút này phải để cho tôi cái quyền tùy cơ ứng biến. Bà chủ muốn thì tôi thưa lại, nhưng kết quả thế nào thì tôi không được biết được. Được rồi, chuyện này tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Ngôi chùa này đẹp quá ha. Ngôi chùa này là một trong những ngôi chùa mà làm từ thiện hàng năm đó. Kế hoạch vừa đưa ra được ủng hộ rất nhiệt tình. Bạn xem đó, rất chỉnh chu ha. Lâu rồi mình không có làm từ thiện, bây giờ làm được, thực sự trong lòng mình rất là vui. Kim Nguyên nè, cảm ơn bạn nha. Cũng nhờ bạn mình mới biết tới chương trình này. Dạ, dạ con chào sư cô. Chào anh. Dạ em chào anh. Dạ đây là Kim Cương, bạn thân của con, người mà mấy bữa trước con có nhắc với sư cô đó. Kim Cương, đây là sư cô Tú. Sư cô có nghe Kim Uyên nói sắp tới con có thể tới chùa để giúp cho hoạt động này vào mỗi sáng cuối tuần. Sư cô rất là cảm ơn con. Dạ không có gì đâu ạ. Được làm việc thì là phước duyên của con mà. Con phải cảm ơn sư cô đã nghĩ ra chương trình này mới phải chứ ạ. Dạ còn đây là... Cô quên giới thiệu với hai con. Đây là anh Thiện. Anh nghe nói có chương trình này cho nên đã liên lạc với cô và muốn tài trợ toàn bộ chi phí cho chương trình. Wow, tài trợ hết tất cả chi phí của chương trình ạ? Đúng vậy. Nếu như vậy là một nhà hảo tâm không nhỏ đâu nha. Anh thật là tuyệt vời, vì đã có tâm như vậy. Em là Kim Uyên, còn đây là bạn thân của em. Dạ. Tên Kim Cương. Rất vui vì đã gặp được một người có lòng từ thiện lớn như anh. Dạ, chỉ là chút tâm ý thôi. Sư cô vào trong để lo một vài việc. Kim Uyên,
Con coi Kim Cương có gì chưa hiểu. Dạ. Thì con hướng dẫn cho bạn giùm cô nha. Dạ. Xin phép anh Thiện. Mô Phật. Dạ mô Phật. Dạ, mô Phật, tôi xin phép. Tí nữa tụi em có một chương trình ca nhạc phục vụ cho các bạn thiếu nhi ở đây. Dạ. Nếu như mà anh không bận, tôi ủng hộ tụi em nha. Phải đó. Dĩ nhiên rồi. Dù cho bận thế nào thì tôi cũng phải tranh thủ rồi ủng hộ và chúng ta làm từ thiện với mọi người. Rất hân hạnh. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, không có gì. Dạ. Vô đi. Chào ông chủ. Con ngồi đi. Dạ. Cậu đã khỏe hẳn chưa? Dạ, tôi đã khỏe hẳn rồi thưa ông chủ. Có tin nhắn của ông chủ là tôi tới liền. Gọi tôi là chú Thiết, giống như Dương Dũng là được rồi. Bây giờ cậu với tôi chẳng khác người trong gia đình. Đừng có mở miệng ra gọi tôi là ông chủ, nghe khó chịu lắm. Dạ, con hiểu rồi. Vậy con xin phép từ nay con gọi là chú Thiết. Tôi có nghe Kim Cương nói về hoàn cảnh của gia đình cậu. Không ngờ con bé cũng biết quan tâm đến bạn bè. Nó đã từng gặp ông bà của cậu hả? Dạ, cũng là tình cờ thôi chú à. Tôi có cái này muốn cho cậu xem, nên mới gọi cậu tới văn phòng. Đây, cậu cứ đọc cho kỹ càng rồi quyết định. Quyết định thành lập văn phòng luật sư Vĩnh An, trực thuộc công ty Kim Cương, bắt đầu từ tháng 9. Phải. Không phải là cậu luôn mong muốn trở lại cái nghề luật sư của mình sao? Có phải vậy không? Nhưng mà hiện tại con đã bị trao bằng rồi. Trong thời gian như vậy rất khó hành nghề. Cho nên đừng có lo, văn phòng luật sư sẽ hoạt động với cái bằng của một luật sư tên tuổi khác. Nhưng nếu người ngoài nhìn vào, họ chỉ biết đây là văn phòng do chính cậu đứng tên mà thôi. Chú à, cậu dạ muốn con... người nhà yên tâm đó. Họ chắc chắn cậu vẫn còn hoạt động trong ngành luật. Đây là cách tốt nhất, sẽ không một ai có thể nghi ngờ. Hơn nữa, công ty của chúng ta cũng sẽ dễ dàng có cơ sở để làm một số giấy tờ qua mặt được cơ quan thuế. Dạ, con hiểu rồi. Dạ, ai gì đọc rồi kìa con. Dạ, mô Phật, dạ, mời người con. Dạ, con chào 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 dạ, theo ý của ông chủ là phải đưa cậu Thạch Anh về với cha ruột của mình. Ông chủ không yên tâm để con trai của mình ở lại nhà một người đàn ông khác trong tình thế cực kỳ nguy hiểm này. Mẹ, sao giờ này mày còn ở đây nữa? Không lẽ mày không đi tiệc với ba hả? Ba con sao? Ba con đang nhớ con từng ngày đó. Mẹ nói sao? À, không có gì. Chẳng qua là mẹ đang tính xin ba cho con đi tiệc cùng. Thôi, tưởng sao đi tiệc với mấy ông bà già
Có gì vui đâu, mày đi với ổng đi, không đi đâu. Cảm ơn anh đã ở lại xem hết chương trình. Tụi em diễn giải chiến cho nên là còn nhiều thiếu sót lắm. Nếu có gì không hay anh góp ý thêm nha. Không đâu, vì cô và Kim Uyên á, cả hai đều là thiên tài âm nhạc mà, cho nên là có rất là nhiều người họ đã quyên góp thêm cho quỹ từ thiện. Dạ. Mà một phần là cũng vì dàn hòa nhạc của chương trình đó. Vậy từ trước tới giờ anh tham gia nhiều chương trình từ thiện lắm hả? Thì cũng thỉnh thoảng thôi. Nếu như sau này á anh Thiện mà có tham gia từ thiện ở đâu nữa thì cứ gọi cho tụi em. Tụi em vừa tốt nghiệp xong rồi cho nên là rảnh lắm. Thiệt vậy sao? Dạ. Sắp tới có một chương trình lớn, vậy tôi có thể liên lạc với Kim Cương được không? Dạ được. Vậy anh lưu số điện thoại của em đi. Dạ rồi. Dạ. Cảm ơn Kim Cương nha. Dạ. Đây để bấm cho. Dạ xong rồi, anh nhớ điện cho em nha. Rồi cảm ơn. Dạ. Bye ha. Dạ. Kim Cương. Dạ. Ai vậy? Anh là một nhà hảo tâm, hay tài trợ cho các chương trình lớn lắm. Anh đang muốn mời em tham gia biểu diễn một chương trình từ thiện đó anh. Thôi mình về đi. Mời chú. Được rồi. Mời chú. Xin mời. Mời. Anh Thiết à, đây là chàng luật sư biết hết sự đời mà lần trước anh nhắc tôi có đúng không? Ừ. Đúng vậy. Từ hôm nay Vĩnh An là đại diện pháp lý cho công ty, cũng là đại diện của tôi. Mọi giao dịch kinh doanh cậu ấy sẽ thay tôi quyết định. Vậy à? Chú Thiết à, những quyết định quan trọng trong kinh doanh của công ty tôi và Vĩnh An sẽ cùng nhau chịu trách nhiệm. À, mọi người cứ làm quen với nhau trước đi. À, được rồi. Tôi tin tưởng cậu ấy sẽ không phụ lòng tôi, sẽ đưa công ty tiến đến thành công như mong muốn. À, mời. Xin chúc mừng. Cạn ly. Dạ. Mời anh Thiết. Chú Thiết, tuy là con còn rất nhiều thiếu sót, nhưng mà một khi chú đã coi trọng con như vậy, con hứa là con sẽ cố gắng hết sức mình để không làm mọi người thất vọng đâu. Còn một số đối tác quan trọng trong thế giới ngầm tôi sẽ giới thiệu cho cậu sau. Đây. Còn đây là hồ sơ của các giao dịch từ trước đến nay. Cậu hãy xem xét cho thiệt kỹ để có thể bắt đầu công việc trong thời gian ngắn nhất. Dạ. Mời. Mời. Nè. Dạ. Dạ. Sao anh về trễ vậy? Em vừa định gọi cho anh nhưng sợ phiền anh đang làm việc. Có chuyện gì không? Anh quên mất, hôm nay là ngày gì rồi phải không? Em không trách anh, vì em biết anh có nhiều chuyện phải suy nghĩ lắm, nên hôm nay em tự tay chuẩn bị hết mọi thứ. Hôm nay là kỷ niệm 12 năm ngày chúng ta gặp nhau. Em đã đích thân xuống bếp nấu những món anh thích nhất. Anh hơi mệt nên phải lên nghỉ trước. Em muốn mua sắm gì thì cứ mua,
anh sẽ ký sách cho em, coi như đây là quà tặng. Anh à, em không cần gì hết, em chỉ cần anh thưởng thức những món mà em nấu thôi. Anh đã nói là anh rất mệt. Anh à, toàn bộ giao dịch của công ty và thông tin khách hàng quan trọng đều nằm hết ở trong đây. Cậu xem cho thật kỹ. Từ bây giờ cậu sẽ là trợ lý đặc biệt thay mặt tôi điều hành công việc. Sau sự việc vừa rồi, anh có gặp khó khăn gì khi trở lại tổ chức của bố Già Tiết hay không? Không có. Ông ta hiện tại đang rất tin tưởng tôi, vì nghĩ rằng tôi đã hy sinh thân mình để cứu mạng ông. Cho nên ông rất quan tâm tới sức khỏe và công việc của tôi. Và ông ta còn giao cho tôi trọng trách và đặc quyền mà trước đây tôi chưa từng có. Nếu vậy á, đây sẽ là cơ hội để nắm những thông tin cơ mật trong tổ chức của bố Già Thiết đầy tinh vi này rồi. Cũng chưa hẳn. Anh cũng biết rõ cái tính đa nghi của ông ấy rồi. Ông ta không chừa một ai. Biết đâu ông ta cũng đang thử tôi. Không loại trừ khả năng này. Nhưng mà lần này á, chú Ba không đồng tình với cách giải quyết của anh đâu. Thay vì gọi đồng đội hỗ trợ, anh lại dám đem thân mình ra mà đùa giỡn như vậy. Tôi có đùa giỡn đâu. Nhưng mà tình huống bắt buộc tôi phải làm như vậy chứ. Trà trộn vào tổ chức xã hội đen không có đơn giản đâu. Tôi biết là không hề đơn giản như vậy, và thậm chí là rất nguy hiểm nữa. Nhưng mà nè, không lẽ anh không có chút minh mối gì để mà nhạch mặt đường dây làm ăn bất chính của bố Già Thiết hay sao? Không nhanh như vậy đâu. Anh nói với chú Ba, cho tôi thêm ít thời gian nữa. Kế hoạch chưa chín mùi, nếu chúng ta hành động e là kết quả không như ý muốn đâu. Tôi biết rồi. Sơ Tú có nhờ mình chuyển lời cảm ơn Kim Cương. Sơ nói là tuy tụi mình còn trẻ nhưng biết nghĩ tới những người nghèo khổ hơn, vì vậy đã đáng quý lắm. Mình á, không có gì nhiều để đóng góp, chỉ có chút công sức thôi. Nếu mà được mọi người chấp nhận á thì mình cũng vui lắm rồi. Ê, hả? Bên kia hôm nay có sự kiện gì quan trọng mà đông đúc quá kìa. Tụi mình qua bển nha. Ừ, đi. Hey. Sao cảm ơn chú. Ủa sao lại có duyên vậy ta? Mới vừa gặp nhau ở chùa, giờ lại gặp ở đây.
À, anh thường hay đến đây để làm chương trình từ thiện lắm hả? Tụi em á, là khách quen của siêu thị này, nhưng mà đây là lần đầu tiên tụi em mới gặp anh á. Dạ, tôi cũng mới tới đây lần đầu tiên thôi. Dạ. Cũng bởi vì gần ngày lễ thiếu nhi, cho nên tôi cũng có chút quà để dành tặng cho các em nhỏ khó khăn đó mà. Mà thật ra thì không đáng kể. Dạ, bạn em ngưỡng mộ anh lắm. Sau này em có làm chương trình từ thiện nào thì đừng có quên tụi em nha. Nếu mà hai cô muốn tham gia thì... À, 3 ngày nữa tôi có một chuyến đi Trà Vinh để mà tặng quà cho mấy hộ gia đình người nghèo dân tộc đó. Dạ được. Mà thời gian đi thì chỉ có 2 ngày thôi, cũng không mất nhiều thời gian. Dạ không sao đâu, anh cứ gọi cho em, tụi em sẽ sắp xếp được mà. Có gì thì chúng tôi cùng xuất phát. Vậy thì tốt quá. Nếu được vậy thì rồi tôi sẽ thông báo chính xác cho các cô sau. Dạ. Dạ, còn bây giờ thì tôi phải phát quà cho các em nhỏ. Cứ vậy đi ha. Dạ. Kim Cương, bà bị điên hả? Đang còn bị cấm cung không được ra khỏi nhà rồi mà giờ còn đòi đi phát quà từ thiện xa như vậy là sao? Không sao đâu mà, mình lo liệu được. Đi chung với đoàn có nhiều người như vậy, mình cẩn thận một chút là sẽ không có chuyện gì hết. Yên tâm đi. Anh Bằng. Có chuyện gì vậy cô chủ? Anh đừng có gọi em là cô chủ. Em đâu có phải là cô chủ của nhà này đâu. Anh Bằng, chuyện hôm bữa tiệc cho em xin lỗi nha. Tôi không có để tâm tới chuyện đó đâu. Và cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Vì vậy cô không cần phải xin lỗi đâu. Anh Bằng. Ruby à, sau này á, đừng có làm những chuyện tốn thời gian vô ích nữa. Anh Bằng à, nếu như không muốn xảy ra chuyện ồn ào như lần này nữa, tôi nghĩ là cô nên cẩn thận hơn trong cách bày tỏ cảm xúc của mình. Cô đừng tự làm mình tổn thương. Và hơn nữa, đừng làm cho chị hai của mình phải khó xử. Cho đến cuối cùng thì anh cũng chỉ vì chị hai tôi mà thôi. Kim Cương hả? Sao rồi? Bà xin phép được chưa? Chú Thiết đã đồng ý cho bạn đi chưa? Trời ơi, chuyện này á, tôi nghĩ là không cần phải nói đâu. Ba mình á, đi công tác tới mấy ngày mới về lận, cần gì phải nói để cho ba lo lắng chứ. Trời ơi, không có được đâu Kim Cương ơi. Bạn làm như vậy là đang đùa với lửa đó. Lỡ có chuyện gì thì sao? Anh Thiện đã đảm bảo với tụi mình á, là từ xe cộ cho tới chỗ ở luôn rồi. Với lại chỉ đi có một đêm thôi à, có gì đâu mà phải sợ. Ủa, mà Uyên đang ở đâu vậy? Đang chuẩn bị tới nhà bạn nè. Xuống luôn nha. Gặp anh Dũng hay là ai ở trong nhà một hồi là mình khai hết luôn á. Rồi biết rồi biết rồi. Nếu vậy á, tôi sẽ xuống dưới tôi đợi bạn trước nha. Tới liền nha. Ok. Tôi xuống dưới đó. Nha, bye bye. Thank you.
nè. Không có được theo tôi. Tôi có anh Dương Dũng bảo vệ rồi. Ba, ba ơi ba. Trễ giờ không nữa. Biết vậy hôm đó xin số điện thoại của anh Thiện rồi, bây giờ không biết làm sao liên lạc với ảnh nữa. Ôi, ủa anh Thiện. Kim Nguyên nhờ tôi tới đón cô. Dạ. Rồi đưa cô tới điểm tập trung. Vậy thôi mình tranh thủ đi đi, cũng tôi trễ đó. À dạ. Ủa mà Kim Nguyên đâu? Xe Kim Nguyên bị banh rồi. Còn điện thoại của cổ thì bị rớt xuống nước tắc ngủm mà. Gọi không có được. Cho nên cổ kêu tôi tới đây để đón cô tới điểm tập trung. Rồi chừng nào cổ sửa xe xong á, thì cổ sẽ tới điểm tập trung luôn. Dạ. Thôi mình đi đi cho kịp giờ xuất phát ha. Anh Thiện, mình đang đi đâu vậy anh Thiện? À. Nè, côn hồn thì mày im miệng, làm theo lời của tụi tao. Chỉ cần một nhúc nhích nhỏ thôi là đi chào Diêm Vương nghe con. Uổng phí tài năng âm nhạc lắm cưng. Anh Thiện, chuyến làm ăn này quản lại cũng không sao. Chúng ta còn có nhiều chuyện để làm. Tôi đã cho người tìm hiểu tất cả các trường hợp bên Ý để có hai lựa chọn. Ông chủ thử nói chuyện này với cô hai một lần nghiêm túc coi sao. Kim Cương á, nó không có dễ dàng thay đổi đâu. Nó có chủ kiến vững chắc nên rất khó thuyết phục. Chú cứ gửi hết hồ sơ các trường đó sang cho tôi. Tôi cũng cần một chút cơ sở để có thể nói chuyện với con gái của tôi. Chú à, có chuyện gì vậy? Con tới tìm Kim Cương. Giờ này chắc nó đang viết nhạc hay là làm bài tập. Có chuyện gì gấp lắm sao? Dạ chắc Kim Cương không có nhà đâu chú. Đúng là có gen của bố già. Cô nói đi, tại sao cô bị bắt vô đây rồi mà trên gương mặt của cô không có vẻ gì là sợ sệt? Cô không sợ chết à? Chết ai mà không sợ hả anh Thiện? Tôi thấy tôi không còn đủ trẻ để cho cô gọi bằng anh đâu. Danh xưng á thì không có quan trọng. Cho tới giờ tôi vẫn còn nhìn anh là một người có tâm, thích làm từ thiện đó. Đó là cái cách để tôi dụ cô vào chồng, chứ chơi ba cái trò rước đuổi xưa quá rồi. Mà kết quả thì tệ thiệt.
Nhưng lần này chỉ tốn kém một chút tiền thôi, vừa mang danh là nhà hảo tâm mà con mồi lại lọt vào trong nhẹ nhàng. Anh bắt tôi về đây với mục đích gì? Muốn ba tôi đem tiền ra chuộc, giống như các người đã từng làm với Ruby lần trước đúng không? Sao cô biết cái chuyện lần trước là tác phẩm của tụi tôi? Không chỉ bắt cóc Ruby, cả mấy vụ theo dõi bắt cóc tôi, muốn hại chết bạn tôi trong đêm diễn ở Bình Dương và ở Vũng Tàu nữa. Các người bỏ bao nhiêu công sức chỉ vì muốn bắt tôi sao? Các người muốn gì ở tôi? Rất đơn giản, tôi chỉ muốn lấy lại cái túi kim cương trong bụng con gấu, và đặc biệt là viên kim cương màu xanh. Nếu cô biết nó đang ở đâu thì khai ra, tôi sẽ thả cô ngay. Viên kim cương xanh? Phải, đó là một bảo vật của hoàng gia và là sinh mạng của tôi. Nhưng thằng bố già của cô đã cướp nó mười mấy năm về trước. Bây giờ đã đến lúc viên kim cương xanh kia phải hồi về chủ cũ của nó. Nói đi, viên kim cương xanh đó cô đang giấu ở đâu? Tôi không biết. Anh nhìn đi, trên người tôi có thứ gì quý giá đâu. Nè, tôi nói cho cô biết, tôi không còn đủ kiên nhẫn để lịch sự với phụ nữ nữa đâu nha. Người ta đã tra tấn tôi, hành hạ tôi, chết đi sống lại nhiều lần cũng chỉ vì viên kim cương xanh này. Bây giờ bằng mọi giá cô phải đưa ra, nếu không cô đừng trách tôi. Tôi không biết thiệt mà. Không biết hả? Viên kim cương đang ở đâu? Nói. Tôi không biết. Tôi không biết thiệt mà. Không biết hả? Anh Quỳ, nếu nó không biết mấy chuyện đó thì mình liên hệ với bố già Thiết coi sao. Nếu như bất lợi, mình xử nó trước cũng không muộn. Mày canh giữ kiểu gì mà để cho con hai trốn ra khỏi nhà mà không biết vậy hả? Dạ xin lỗi ông chủ. Xin lỗi ông chủ. Con hai nhiệm vụ tụi bay sao? Dạ xin lỗi ông chủ. Xin lỗi ông chủ. Cút ra ngoài. Dạ. Bà chủ à, bà quyết định như thế nào về mệnh lệnh của ông chủ? Đã tới lúc đưa cậu chủ rút về trước, sau đó... Cậu đành lòng rời xa ngôi biệt thự này sao? Tôi tưởng người lưu luyến căn biệt thự này không chỉ có tôi. Nhưng mà đây là mệnh lệnh của ông chủ, thưa bà. Tôi không thích cái kiểu bị gán mệnh lệnh. Thời điểm này tôi đã quyết định chưa quay về bên đó. Ông chủ không thích ai cãi lời mệnh lệnh của ông chủ, chắc hẳn ai cũng biết rồi. Tôi có lý do riêng của tôi, còn cậu không cần phải dạy đời tôi. Nếu muốn mau chóng trở về, tại sao cậu không làm theo mệnh lệnh mà tôi đã vạch ra? Bà chủ à, kêu cậu không yêu cũng khó, còn bây giờ bắt cậu yêu cô ta cũng khó tới như vậy sao? Nếu như cậu quyết định sớm thì cô ta sẽ không bị đau đớn thân xác như bây giờ. Thôi được rồi, tôi sẽ quyết định ở lại đây thêm một thời gian nữa, nên thời gian chúng ta còn nhiều. Tôi sẽ phụ trách khống chế ông Thiết, còn Kim Cương tôi giao cho cậu toàn quyền giải quyết. Trong trường hợp nó may mắn thoát chết lần này,
Không lẽ Kim Cương lại có chuyện rồi sao? Ông chủ, lần này nó lại lắm lượt con mồi quan trọng trong tay rồi phải không? Dạ đúng thưa ông chủ. Bây giờ tên Thiết giống như đang ngồi trên lửa vậy. Có thể nó sẽ đích thân đem viên kim cương huyền thoại đó để đổi lấy mạng con gái yêu của nó. Thằng chó chết thằng quay, không ngờ nó cũng có bản lĩnh. Nó dám ăn cắp cả túi báu vật của cung liện thì cũng có khả năng. Sợ tới hai lứa con gái mà gã Thiết cưng còn hơn vàng hơn ngọc. Thưa ông chủ, vậy bây giờ chúng ta phải tính làm sao? Nếu như thằng quay nó có được túi vật báo trong tay, chúng ta sẽ khó lòng mà khống chế được nó. Dĩ nhiên là ta không thể lễ cho nó sờ ta với viên kim cương đó. Mục đích của tao với thằng quay là gì mà biết không? Lo cũng như những sợi thuốc ở trong cái tẩu này thôi. Tao muốn lốt lúc nào là tao lốt. Lo không thể là lửa được. Mẹ hiểu không? Dạ hiểu. Vậy chỉ có một cách là chúng ta đoạt lấy con mồi về phía của chúng ta. Ông chủ thấy có được không? Mày gọi gấp cho con phèn, chuyền lên theo sát bố giả Thiết. Ngay khi nó lừa viên kim cương ra, thủ tiêu cả hai, thằng quay và cả bố giả Thiết, hiểu chưa? Dạ rõ. Lê Lê, lần này một mũi tên, nhất quyết phải cắm xuyên cổ cả loài chim mới được. Đây là lần thứ mấy rồi cậu thuyết phục tôi tin tưởng giao phó sự an toàn của kim cương cho cậu? Rốt cuộc con gái của tôi rơi vào tay của bọn người đã từng bắt cóc Ruby, nghĩa là sao hả? Dạ là lỗi của con, nếu lúc đó con nhất quyết chạy theo xe của bọn chúng thì... Nhưng mà con cũng sợ là bọn chúng sẽ làm hại kim cương, cho nên con mới dừng lại. Khốn nạn, bọn chúng ba lần bảy lượt dám đụng người nhà thằng Thiết này hả? Bây giờ kêu tôi ngồi chờ chỉ thị từ bọn chúng là điều không bao giờ có. Dạ chú cứ bình tĩnh, con và Vĩnh An chắc chắn sẽ tìm ra xào huyệt và đưa kim cương trở về đây. Con xin hứa với chú. Cậu nghĩ tôi còn tin vào khả năng của cậu hả? Gọi ngay cho Vĩnh An tới đây để xem cậu ta có cầu kiến gì không rồi mới quyết định. Hôm nay tôi không có thời gian để tiếp khách. Tôi biết anh đang muốn đi đâu, nhưng không thể. Đã có lệnh từ ông chủ, đây là cơ hội cuối để chúng ta đi đến đoạn kết của cuộc chiến này. Tôi không hiểu cô muốn nói cái gì. Tránh ra, tránh ra. Nếu không thì giết tôi đi. Tôi một thoát khỏi chỗ này, cô sẽ phải trả giá đó. Tất nhiên tôi sẽ sớm thả anh ra, nhưng trước đó tôi phải hoàn thành nhiệm vụ
giết chết tên quay, Kim Cương và cả bố già Thiết nữa. Cô nói cái gì? Tôi đang giúp anh đó, bộ anh không thấy sao? Ông chủ muốn anh dùng trò chơi tình cảm để lấy lại viên kim cương xanh từ tay con gái bố già. Nhưng xem ra anh hoàn toàn không thiết tha với nhiệm vụ này thì phải. Đó là nhiệm vụ của tôi, không cần cô xen vào. Tôi sẽ biết cách xử bố già Thiết và con gái của ông ta như thế nào. Tôi được cử sang Việt Nam với mục đích hỗ trợ cho anh và bà chủ. Chuyện hôm nay tôi đang làm cũng chỉ vì muốn giúp anh mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Cao Bằng, anh yên tâm, một cô gái chân yếu tay mềm như cô ta không phải là đối thủ của tôi đâu. Còn bây giờ tôi phải xin lỗi anh. Hành vi này chỉ là bất đắc dĩ để đảm bảo nơi đây không bị lộ bởi những tiếng động lạ thôi. Không được. Không được mà. Giờ đi học dễ rồi. Chị Hai đâu rồi ta? Chị Hai. Chị Hai ơi. Chị Hai đi đâu rồi? Đây có phải là món quà mà chị Hai hứa tặng cho mình không ta? À, cái hộp này á, mà bỏ sợi dây chuyền mà ba mua cho mình vô là hợp lý luôn. Đẹp quá. Bọn chúng vẫn chưa liên lạc gì sau cú điện thoại ngày hôm qua sao ông chủ? Có lẽ bọn chúng đề phòng vì lần trước công an đã tìm ra Sào Quyệt. Tôi đã giao việc này cho Vĩnh An và Dương Dũng. Chỉ cần một chút manh mối thì tôi sẽ hành động. Ông chủ cứ yên tâm, tôi đảm bảo với ông chủ là hiện nay cô Hà vẫn an toàn. Sao chủ biết? Có ai mà dạy gì quỷ con mồi trước khi câu con cá lớn. Chúng thừa hiểu người có thể khiến cho ông chủ đổi viên kim cương xanh quý giá đó chỉ có thể là cô Hai. Nên chúng buộc phải để cô Hai an toàn trước khi chúng nắm được thứ mà chúng muốn. Ông chủ thử cân nhắc xem, có khi là vật báo đó không phải là điều may mắn. Bây giờ sinh mạng của cô Hai là quan trọng nhất. Ông chủ có nên... Ruby. Dạ, thưa ba con đi học. Thưa chú con đi học. Sao đi học sớm vậy con? Dạ, chị Hai hứa là đưa con đi học, nhưng mà con tìm hoài không thấy chị Hai đâu hết, cho nên con phải đi để trễ giờ học của con. Ừ, con đi đi. Dạ. Ruby, đứng lại. Cái này ở đâu còn có? Dạ, cái này là chị Hai cho con đó ba. Đồ dối trá. Cái gì vậy? Kim Cương không bao giờ đưa cái hộp này cho bất cứ ai hết. Có chuyện gì vậy ông chủ? Bình tĩnh đi.
Ăn đi. Tôi đói bụng lắm á. Mà nè, cô nhìn đi, chó vậy sao tôi ăn? Nhiều chuyện quá. Ngu nè. Mày, mày làm cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Hả? Mày cho nó ăn cơm mà chó vậy sao nó ăn? Nó lanh lắm, mày cởi chó nó ra, nó trốn thoát rồi sao? Lúc đó mày còn mạng mà sống với anh quay hả? Chứ giờ làm sao? Đút nó. Mẹ, còn tay còn chân mày làm như nó bị cậu bắt tao đút. Cái mạng của nó đáng giá hơn cái mạng của mày gấp tỷ lần. Nó mà có chuyện gì hả? Nó mà có chuyện gì là mày gánh hết. Má là phách. Tao đục vô mặt mày vậy. Mày nói cái gì? Mày dám? Đút. Thì từ từ. Mày cười gì vậy? Hả? Mày thì giỏi rồi. Mẹ, tại mày mà mén tí tụi tao đánh lộn mày thấy chưa? Ăn đi. Có cơm không sao tôi ăn? Ăn đi ý kiến gì? Con mày, sao mày ngồi ở đây? À, sao mày trả lời tao? Sao mày ở trên đây? Thành anh, hôm nay chị mệt lắm, chị không chơi với em được đâu. Em tha cho chị đi, chị xin em đó. Thành anh, tao biết hết rồi. Mày định lén lút vô phòng anh Cao Bằng đúng không? Thành anh, em nói cái gì vậy? Mày muốn vô phòng anh Cao Bằng chứ gì? Đừng có nghe hư, tao méc miệng cho mà coi. Thành anh à, không phải như vậy đâu. Em nghe chị nói hả? Thành anh, mẹ ơi, Thành anh, Ruby nè, nó muốn vô phòng anh Cao Bằng nè. Thành anh, em nghe chị nói đi đã, không phải như vậy mà. Thành anh, Thành anh, Thành anh, Thành anh. Con trai tôi có sao không bác sĩ? Không có gì nghiêm trọng đâu chị à. Các phim chụp các lớp cho thấy chỉ da chạm mạnh nên có vết rách ngoài da. Chỉ khâu lại mấy mũi thôi, còn phần phía dưới mũi hơi bị sưng một chút à. Trời ơi, nhiều chấn thương như vậy mà bác sĩ nói không sao. Chết con tôi còn gì nữa. Xin phép bà. Mẹ ơi, con đau quá. Mẹ biết rồi, con đừng có sợ. Băng bó xong là không sao hết, con biết không? Đừng sợ nghe không? Con khốn Ruby, lần này tao quyết không tha cho mày. Con lại trời, xin cho Thạch Anh đừng có bị gì hết. Nếu không gì Hà Băng và ba sẽ giết con chết. Thành Anh, Thành Anh ơi, 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 em ơi tỉnh lại đi em. Thành Anh, Thành Anh, Thành Anh, con sao vậy? Mày, mày định giết con tao hả con quỷ cái? Vì sao đâu? Vì sao? Dạ. Kêu cấp cứu. Dạ dạ dạ. Thành Anh à, tỉnh dậy đi con. Thành Anh, Thành Anh. Thành Anh có sao không? Trời ơi, sao bao nhiêu chuyện lại xảy ra như vậy chứ? Không có chị hai ở nhà, ai sẽ bảo vệ mình đây? Dì ơi, dì, dì. Mày nè. Chết. Dì ơi, dì ơi. Dì ơi, mày giết con tao hả? Mày làm gì đó hả? Con xin lỗi mà. Con tao nó làm cái gì hả? Con giết con tao sao? Mày, mày. Dì ơi, con xin dì, con lại dì. Dì ơi, con xin dì, mà không phải lỗi của con nữa dì ơi. Em đặt anh buông tay ra cho nên té xuống cầu thang, chứ con không dám đâu dì. Mày hả mày? Lên đây. Mày còn dám chối cãi đi hay sao?
mới nước mắt ra mà mày đã ác độc như vậy rồi. Lớn lên ai chịu nổi mày hả? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con không có cố ý, con quên lỗi của con mà. Im. Ai cho phép mày kêu tao bằng mẹ? Tao không có đứa con rác rưởi như mày, nghe chưa? Đi. Mẹ ơi, gì ơi gì, xin chị. Đi ra khỏi nhà tao. Đi, đi ra khỏi nhà cho tao. Con xin lỗi mà, đừng có đi. Mày đi ra khỏi nhà này, ở đây không ai binh vực mày đâu. Nếu như mày còn ở đây á, tao giết mày chết. Đi. Mẹ ơi, đừng quá, đừng quá, mẹ ơi. Đi. Đừng quá, đừng quá. Mày thử nghĩ coi, thật sự bọn chúng đang muốn gì? Tại sao hết bắt cóc của em rồi bây giờ sang của chị? Bọn chúng không còn chú Thiết là gì cả. Mục đích của tụi nó đã quá rõ ràng rồi. Tụi nó đang đòi hỏi một thứ mà chú Thiết đã khẳng định là mình không hề có. Đã không có rồi thì lấy cái quái gì đưa cho bọn chúng? Nhưng bọn chúng lại, tại sao tới giờ phút này mình vẫn không thể tìm ra tin tức của bọn chúng? Mày bình tĩnh lại đi. Tụi nó đã có kế hoạch rõ ràng rồi. Dễ gì nó để cho mày phát hiện ra. Hai đứa vẫn chưa có tin tức gì sao? Chưa. Hai đứa tôi đi tìm kiếm cả ngày nhưng hoàn toàn không có thông tin gì cả. Cứ như là bọn chúng bỏ lên không trung rồi biến mất luôn trên đó. Đừng có nói lảm nhảm nữa, chia ra đi tìm. Dũng Dũng, cậu dẫn theo vài người đi tới khu nghỉ đêm lần trước tìm kiếm lần nữa coi sao. Còn Vĩnh An, cậu chưa quen với những cuộc tìm kiếm như thế này, cứ ở nhà rồi tin để hỗ trợ cho Dũng Dũng. Dạ. Anh Trung, tính của thằng Dĩ Dũng nó nóng lắm, anh để cho em đi theo nó, có gì em còn hỗ trợ hay giúp đỡ cũng được. Lúc này ông chủ đang cẩn thận, có tin tức gì phải báo cho tôi biết liền. Dạ em biết rồi. Alo, tôi cần sự giúp đỡ của anh. Đói lắm rồi, cơm thì không ngon nhưng anh cứ ăn đi cho qua cơn. Thả tôi ra, đừng trách tôi. Thả tôi ra. Ăn đi. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Anh đừng có gấp, sớm thôi anh sẽ được ra ngoài. Tôi đã biết được mục tiêu của mình đang ở chỗ nào. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi nhất định sẽ thả anh.
Cô không được đụng đến Kim Cương. Tôi không cho phép cô làm điều đó. Anh càng không cho phép thì tôi càng muốn bóp chết nó. Nó là ai, là cái thứ gì mà khiến bao nhiêu người thèm khát muốn có được nó trong tay chứ? Cô ấy không liên quan tới chuyện này. Cô muốn làm gì cũng được, nhưng mà tuyệt đối không được đụng tới cô gái này. Anh sai rồi. Người tôi muốn giết chết đầu tiên chính là con nhỏ đó. Anh không ăn cũng được, nhưng đừng mong trốn thoát khỏi chỗ này. Ngoan ngoãn chờ ở đây đi. Tôi sẽ đưa người yêu của anh về để cho anh gặp mặt. Mày bình tĩnh đi. Mày nóng nảy như vậy cũng đâu làm gì khác được đâu. Bây giờ cứ tới khu nghĩa trang tìm thử, có thông tin gì thì gọi điện thoại cho anh Trung hỗ trợ. Tao là người bảo vệ cho Kim Cương. Lần này cô ấy mất tích, tao là người chịu trách nhiệm đầu tiên hết, chứ không phải là ai khác. Nếu mà không tìm được Kim Cương, tao có chết đi cũng không đền tội cho chú Thiết được đâu. Mày đừng nói vậy. Chú Thiết cũng không muốn mày chết trước khi tìm được con gái của mình đâu. Cứ tới khu nghĩa trang tìm thử, coi tình hình sao đã. Mày đứng ở đây, tao đi sâu vô trong coi tình hình như thế nào rồi tính tiếp. Alo. Đã tìm được người theo lệnh dặn rồi, nhưng mà bọn chúng không phải là thứ cung đồ hàng soạn đâu. Chuyện này phải báo cáo với cấp trên để giải quyết. Không cần đâu, tôi có cách tính riêng của mình rồi. Anh cứ nhắn khu vực đó qua cho tôi là được. Vĩnh An, chuyện này anh không thể liều mạng được. Chuyện lần trước tôi tự biết cách làm của mình. Có người thứ ba, cấp máy nha, không nói nữa. Đúng như tao dự đoán, bọn chúng không ngu dại gì quay lại cái nơi mà công an đã từng phát hiện. Chú Trung vừa mới gọi điện thoại. Chú nói là có thể chúng đã đưa Kim Cương tới vùng tròn ba điểm. Chú nói chúng ta mau tới đó đã. Tại sao chú Trung lại có thông tin này? Tao cũng không biết nữa. Cũng có thể là định vị điện thoại không chừng. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, đi nhanh lên.